Đây nha, cái này đợi trong khoảng xem bao nhiêu giây ở đông nhá. Này vừa đánh xong. Đợi xem trong bao nhiêu giây đâu. Để trong lại đổ cái nước này qua nữa. Hai con chắc không đủ rồi. Xem khoảng bao nhiêu giây đông. 10 bát rồi. Chị đợi cho em xem cái kia xem bao nhiêu giây đông nhá. 10-20 giây rồi. Từ từ em xem nào. Quay vào bát này thôi. Xem là bao nhiêu giây nào đông. Đấy, đấy, đừng có lắc vội mà đông giờ. Đông rồi, đông rồi. Tùng ăn không? Chị mấy chứ, mấy đứa? Hai đứa. Hai thằng, hai đứa. Còn mấy kia đang cắt biết. À, một thằng, một con. Đi ra ngoài đi. Chị thử xem. Chồng ơi, thử xem cho bọn đông chưa? Đông rồi. Chưa đông hẳn. Đông rồi, chưa cứng mấy. Đông rồi, chưa cứng mấy. Khoảng 1 phút là đông. Thôi đừng ấy lên này. Cái canh vịt khoảng 1 phút là đông xem nào. Đấy, 1 phút là đông tiết canh. Đấy. Đánh trực tiếp chỉ trong 1 phút là đông. Này có khách ăn rồi à? 10 con. 5 con. Con em 4 con đầu trâu, đầu bò nó chưa mua được. Con khách sướng làm gì đấy. Cái này sướng à? Ủa ơi, cho bọn em túc tắc mùa này thôi chị ạ. Thế cũng được. Tiết canh vịt chỉ trong 1 phút là đông thôi. Trời, ít ra này thiếu canh tiết. Trực tiếp chị